Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là cũng có chị gái đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Chị cũng đi công việc á, cũng ghé ngang qua ủng hộ cho chị Loan một bịch bánh nha cả nhà. Dạ. Thì vừa rồi em cũng thấy chị này đến anh thì cũng điều đầu tiên là con thắp cho chú một nén hương rồi mới xuống nhà dưới nơi cái chị, chỗ chị Loan bán hàng á để mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Chị cũng ủng hộ cho chị Loan nè đó. Chị này đến mua đồ ăn vặt để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Chị này đi chợ ghé luôn cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại là tụi em cũng đang đứng xa nha cô chú. Thì đứng xa rồi mình zoom cái điện thoại lại cô chú anh chị chứ không có đứng gần nha cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho hai anh em của Hà Quynh Vlog và anh Dầu Thiện Vlog một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh được phát triển hơn cô chú. Dạ em chào chị nha. Dạ chị là ủng hộ cho chị Loan hả chị? Sáng em thấy chị vào thắp hương cho chú luôn hả? Dạ. Dạ. Ủa chị từ đâu tới đây mua hàng hả? À Củ Chi hả chị? Dạ. Ủa rồi chị mua quá trời hàng rồi, chị Loan kìa. Dạ, dạ. Thương, thương chị Loan. Vậy là chị chạy xe từ Củ Chi tới đây mua hàng. À dạ. Rất là thương chị em mọi người. Dạ. Tụi em cực lắm chị, đứng nắng, đứng mưa, đứng hoài luôn. Nhưng mà vì chị Loan là tụi em đứng hoài để quay, để chia sẻ đến cho các cô chú yêu thương chị Loan xem. Dạ. Tụi em rất là vui khi mà thấy các chị tới đây mua hàng ủng hộ chị Loan á. Chị có hay xem cái thông tin tin tức của chị Loan không? Mấy chú rất là cần gì, cái cơm. Dạ. 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 À từ Củ Chi xuống này cũng xa lắm nha. Khá là xa. 2 tiếng hả? Dạ. Chị gái đi từ Củ Chi chạy 2 tiếng xuống đây mua hàng chị Loan nha. Hôm nay là chị tới lần đầu hả? Chị có được gặp chị Loan không? Chị thấy chị Loan ở ngoài đời như thế nào? Dễ thương, ý là chị cũng mong Loan cứ chất khác như vậy đâu, hưởng cái lập của con cậu ngoài suốt đời là tốt rồi. Dạ. Cũng canh đuôi. Dạ. Chị có được chiêm ngưỡng cái bức tượng của chú ở trong nhà không? Đó, rất đẹp, rất tôn kính. Dạ. Nó làm rất rất là lo. Nhìn Loan đẹp lắm. Dạ vâng. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe cho chị nha. Dạ dạ. Đây có một chị gái ở đây luôn nè. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có chị gái cũng đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Chị này mình quen lắm nha mọi người. Là mình như có gặp tới mua hàng rồi á. Mới là sáng sớm nhưng mà gặp rất là nhiều chị tới đây mua hàng ủng hộ chị Loan nha. Mình rất là vui cô bác anh chị. Có chú cũng vừa đến rồi nè. Sáng hôm nay rất là đông luôn. Chú không biết tới giao hàng hay là mua đây. Hình như là mua hàng đó mọi người. Chị Loan kìa. Chị Loan
trong chị Loan đang bán hàng nha cô chú. Hôm nay chị Loan này trực tiếp là đang bán hàng cho khách nha. Đó, có bạn thấy không? Tối chị Loan thấy rất là vui vẻ luôn á. Đúng rồi, đang rất là trắng nè, kẹo luôn ha. Đúng rồi, mới được chị Phương Lê làm lại cho nên nhìn rất là đẹp. Chị Loan hôm nay trực tiếp bán hàng luôn nha. À mình biết rồi, chị Loan hôm nay ở nhà này, sau đó là sẽ đón chị Ni về nè. Lát nữa là chị Ni từ lúc về nha mọi người. Và hôm qua thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ là cả thức cả đêm đó, thức tới sáng luôn, đợi chị Ni về, rất là nhớ chị Ni rồi đó mọi người. Bởi vì chị Ni đã đi sang Úc chắc cũng khoảng cỡ 10 ngày rồi. Chị Loan chị ấy rất là nhớ nha. À, không định nhớ mà sắp tới chị Ni về á, hôm nay này có mặt ở nhà chị Loan, sau đó cập nhật cái thông tin lấy tiền cái khai thông điếu nè, chuẩn bị là xin ý kiến cũng như là xác minh lại cái thông tin chính xác, sau đó là bàn với luật sư để gửi cái tổng số tiền này cho cô chú xem đây mọi người nha. Mọi người rất là nóng lòng chờ đợi cái thông tin này. Chú đến mua hàng các bạn em. Chúng ta đến đây là bán xếp hàng không phải nha. Rất là vui nha, rất là cảm động. Chú khá là lớn tuổi rồi. Mình thấy chú tóc đã bạc phơ hết rồi mọi người. Chạy xe Honda tới đây mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha. Chắc chú cũng là một trong những fan cứng chú Vũ Linh mà lúc sinh thời đấy. Và nay thì chứng kiến con gái của chú còn cạnh đây, chú chắc có lẽ rất là thương ha. Không chỉ chú đâu mà rất là đông các cô chú khán giả khác nữa. Bữa nay họ của hàng Loan nhận cảm ơn chú rất là nhiều và chúc chú có nhiều sức khỏe nha. Cô bác này chụp ăn giả này, từ trẻ tới già này, đó, trai gái này đều có hết nha, đủ các tầng lớp xã hội và đủ mọi lứa tuổi như mọi người. Thì cơ bản là cái sự việc chị Loan với lại phía bên kia thì nói chung là nhà nhà người người đều biết rồi. Đó là sự việc mà gây chấn động ở cái thời điểm hiện tại ở Việt Nam nha mọi người. Không chỉ ở riêng Việt Nam đâu mà tất cả kiều bào nước ngoài này, nó ảnh hưởng đến quốc tế luôn rồi.